Sau đây Lâm xin giới thiệu với mọi người về khu Dầm Chân mới ở thành phố Rạch Giá. Đây là cái khu mà nối liền với đi qua lộ Liên Hương và có đường bọc đi qua bên khu cô bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh, khu dân cư thu nhập thấp phường Vĩnh Quang. Đây là cái đường mới làm lại. Đây còn gọi là đường Nguyễn Thúc Kháng, nó dài ra. Trước đây thì ở đây là những cái khu đường đất thôi. Đây là đường Nguyễn Tân. Đây các bạn, đường Nguyễn Tân ở hai bên phía. Ở đây một chút nữa, nếu mà chúng ta đi thẳng thì sẽ tới trường mầm non mới của cái khu này. Hiện giờ các hoạt động diễn ra cũng rất là sắp nằm ở đây. Trước đây thì khu này rất là vắng, chỉ có cái lọc đường Nguyễn Tân với đường này là đông đúc thôi. Khu Vầng Chân mới nè các bạn, mọi người. Bây giờ nhà đã tương đối đông đúc rồi, trước đây nó rất là ít nhà cửa, bây giờ thì đã tương đối đông đúc hơn. Đây là trường mầm non của Bình Minh. Nếu mà đi hết con đường này thì chúng ta sẽ ngay lộ Liên Hương. Đây là trường Bình Minh.
đây là những cái đường rẽ. Đây tập trung dân là tương đối rồi. Hôm nay do trời mưa nên chỗ này hơi vắng hơn so với hàng mọi bữa, chứ mọi bữa ở đây thì tương đối đông đúc. Xa xa thì người dân đang tập thể dục. Mình đi vô bụi đường này thử nha. Mà quắn quá, thôi mình đi xin đi đường thẳng vậy. Trong quán cũng rất là đông đúc. Do ngoài trời mưa nên giờ khách cũng không còn. Còn uống nước mưa đó. Thẳng ra ngoài đó là lầu Liên Hương để mà nói liền với khu nhập thấp của phường Vĩnh Quang các bạn. Rồi sau đây mình xin ngã quẹo vô đây thôi. Hệ thống đường và điện ở đây, đường và điện tương đối tốt rồi, chỉ còn cái nước là hơi thấp thôi, chưa có hoàn thiện được lắm. Ống cống này kia thì nó ổn. Mình đi vô sâu một chút nữa. Các bạn có thể nghe rõ cái tiếng mọi người mà có thể nghe rõ cái tiếng ếch kêu ảnh ương, vì do là mới trời mưa buổi chiều nên hiện giờ tiếng ảnh ương kêu rất là rõ và to nữa. Nào mời mọi người ngắm nghe cái tiếng đó một chút nhé. Rồi xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này. Mong mọi người sẽ đón nhận tiếp những video tiếp theo mà do mình cho Lâm ký sự miền Tây chia sẻ nha.